Khi nào Alien Game mới show mặt thật ở trên những cái video hay là trên những live stream thì đó sẽ là ngày hôm nay. Anh em đã sẵn sàng chưa? 3, 2. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử làm top 10 sự thật về Alien Game xem các bạn đã biết được bao nhiêu sự thật về mình nha. Trước khi đến video, các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, nói chung đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai. Có bất cứ những cái gì hay hóp dẫn thắc mắc gì đó, các bạn comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu top 10 sự thật về Alien Game nha. Let's go. Rồi thì sự thật đầu tiên là tên thật của Alien Game là gì? Cái này thì đa số chắc là những anh em nào mà xem lâu thì đã biết đúng không? Tôi tên thật là Nguyễn Tuấn Tiến. Anh em nào mà có ở trên group Facebook Chạm Đĩa Bay Alien Game thì các bạn có thể thấy mình hay comment vào những cái bài post của các bạn ở trên Chạm Đĩa Bay ha. Thì đó là cái nick thật của mình đó, cái nick Facebook chính của mình đó mọi người ạ. Tên là Nguyễn Tuấn Tiến nha. Thì đó là sự thật đầu tiên. Chắc là cũng nhiều người biết cái sự thật này rồi cho nên mình xếp nó ở đầu tiên đó. Rồi sự thật thứ hai thì cũng nhiều người biết luôn. Sự thật thứ hai của mình thì cũng nhiều người biết luôn là ngày tháng năm sinh thật sự của Alien Game. Thì đa số anh em chỉ biết ngày tháng sinh của mình thôi, không ai biết năm sinh của mình đúng không? Thì bây giờ anh em thử đoán xem mình sinh năm bao nhiêu nha. Bây giờ comment 3 giây comment ở dưới, coi là tôi sinh năm bao nhiêu. Nhớ là câu 2 rồi năm bao nhiêu đó để anh em khác cũng biết được nha. Ok chưa? Rồi thì xong 3 giây kết thúc thì chúng ta đã có một câu trả lời chính xác. Mình sinh ngày 26 tháng 12 năm 1994 nha. Mình cũng hơi lớn tuổi rồi đó. Ok thì nói đến đây thì sẽ có nhiều bạn biết rồi thì không sao. Còn nhiều bạn chưa biết thì đó, tôi sinh năm 94 lận nha. Hôm bữa có một bạn comment là tại sao bạn lại xưng tôi với tôi? Nếu như cái bạn đến comment đó mà lớn hơn 94 thì bạn đã quay lại đây comment cho tôi biết nha. Còn ok, còn nhỏ hơn thì đó là lý do nha, câu trả lời cho bạn luôn rồi đó. Rồi, sự thật thứ ba, nơi ở hiện tại của Alien Game. Cái này hơi nguy hiểm nha mọi người. Đây là trên sóng YouTube của tôi, cho nên là có sẽ có nhiều cái nó khá là nguy hiểm nên mình sẽ không nói chính xác. Nhưng mà mình cũng sẽ cho các bạn biết là mình đang sống ở đâu nha. Mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh quận 8 nha anh em. Còn địa chỉ ở đâu thì còn lâu mới nói. Anh em hãy tìm tôi đi. Quận 8 này nhiều YouTuber lắm, kiếm đi, biết đâu thấy tôi nha. Rồi thứ tư, công việc hiện tại của Alien Game thì các bạn thấy rồi. Mình đang làm chính xác chủ yếu là mình làm về YouTube nè. Ngoài ra thì mình cũng làm một số các mảng khác để hỗ trợ cho bên Mini World nữa, như là làm game Mini World hay là làm những cái bản dịch, những cái bài hướng dẫn của Mini World bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt. Tại vì Mini World là một game quốc tế mà mọi người, nó đang có một cái thị trường quốc tế khá là nhiều nước khác nhau. Cho nên là mình đang hỗ trợ để dịch thuật và làm các hướng dẫn về Mini World với phiên bản tiếng Việt. Trước đó thì mình cũng có làm khá là nhiều công việc khác nữa, như là mình làm về MC nè. Các bạn có thể thấy mình trong fan meeting của Hero Team lần thứ nhất nha, MC Alien Game. Đó, rất là bodo nha mọi người. Ngoài ra thì trước cái fan meeting của Hero Team đó thì mình cũng làm khá là nhiều MC rồi. Mình không phải là MC One Show là chỉ làm cho Hero Team đâu, mà mình còn làm nhiều cái event, sự kiện khác nhau nữa. Thì sau cái đợt dịch Covid ấy, là mình cũng đã chuyển sang làm streamer và YouTuber. Đấy, là từ đó mình làm streamer và YouTuber luôn. Còn trước đó mình làm MC. Ngoài ra thì mình cũng có đi hát hò tại mấy quán cà phê nữa, nhưng mà nó không phải là các nghề, nó không phải là công việc, chỉ là giải trí và đam mê thôi. Lâu lâu rảnh thì tôi vẫn hay hát hò ở trong Discord của tôi. Sau này thì các bạn nếu vô Discord thì các bạn sẽ được nghe tôi hát nha. Ok, hợp lý chưa? Sự thật thứ năm, chiều cao thật của Alien Game. Nghe toàn thế nhờ. Thì chiều cao thật của tôi là 1m71 thôi. Không cao lắm, cũng khá là lùn đó anh em ạ. Khá là khiêm tốn đó. Chỉ có 1m71 thôi. Nhưng mà không sao, tại vì chủ yếu YouTuber, mình làm YouTube, mình làm livestream, streamer thì mình là chỉ cần mang lại ăn tiếng nói và những cái điều cute tích cực cho mọi người thôi mà đúng không? Chiều cao đâu quan trọng, không quan trọng. Tôi cũng không quan tâm lắm cái chiều cao đó anh em ạ. Mặc dù là cao thì mình cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trước đây mình làm MC á thì cái chiều cao nó quan trọng lắm nha. Nhưng mà từ khi mình quay qua làm streamer YouTube thì mình đỡ bị tủi thân hơn về cái mặt chiều cao của mình. Tại vì nếu như mà so mặt bằng của nghề MC á mà các bạn chỉ cao 1m7, 1m71 thì thôi đó, 1m75 đổ xuống thôi á, là các bạn đã thua thiệt người ta rất là nhiều rồi anh em ạ. Ấy, cho nên là lúc đó, thời điểm đó thì tôi cũng hơi buồn. Nhưng mà không, bây giờ làm YouTube thì mình cũng đỡ thoải mái hơn và đỡ bị căng thẳng hơn về cái mặt chiều cao của mình nha. Rồi, sự thật thứ 6, sở thích của mình là gì? Thì sở thích của mình hiện tại là chủ yếu là mình sẽ là chơi game nè, đúng không? Làm YouTube nè. Thì đó là công việc, nó cũng không phải là sở thích lắm. Nhưng mà sở thích của mình sẽ là tìm hiểu về những thứ liên quan đến khoa học vũ trụ nè anh em. Về những cái vượt thời gian nè, xuyên không các kiểu nè. Nói chung là những cái về khoa học kỹ thuật. Cho nên là các bạn thấy là mình mới đặt tên là Alien, là người ngoài hành tinh. Bởi vì mình tin vào một cái thuyết là người ngoài hành tinh thời cổ đại. Cái này hơi bị ghê nha. Những bạn nào mà tìm hiểu về cái này thì các bạn mới biết được nha. Thì đây cũng là một cái sở thích phụ của mình thôi. Là mình sẽ tìm hiểu về những cái năng lượng tần số nè, về cái thần số học nè, về những cái thiên về khoa học vũ trụ, về sức mạnh năng lượng các thứ. Và đây chỉ là một sở thích, không cổ suý cho bất cứ những cái gì gọi là tôn giáo hay là bất cứ một cái gì gọi là bè phái hết nha anh em. Nó chỉ là một cái sở thích riêng của mình thôi. Còn bạn nào có cùng sở thích với mình thì comment bên dưới cho mình được biết nha. Rồi, sự thật thứ 7, vì sao anh biết đến Mini World? Thì đây là một cái sự thật mà mình đã nói trong một cái tập gần ở đây. Không gần đây lắm, lâu rồi, một cái tập nào đó ở trong series sinh tồn đại dương của mình.
Đó. Thì trước đây mình, trước khi mình làm YouTube thì mình đã làm livestream streamer anh em ạ, mình chơi game. Thì lúc đó mình live game PUBG, mình chơi bắn súng nhưng mà máy mình hơi cùi, mình bắn hơi gà. Từ đó là tại vì lúc đó máy mình lắc lắm mọi người ạ, mình chỉ có một cái laptop 8 cũ thôi anh em. Anh em nào mà theo dõi mình lâu thì sẽ biết nha, một cái laptop 8 cũ, Alien Game phải livestream nè, phải làm việc nè. Phải chơi game nè, trời ơi, rất là nhiều thứ khó khăn trong khoảng thời gian đó của mình. Và nhờ cái khó khăn đó nha, đây là một cái khó khăn may mắn nha. Nhờ cái khó khăn đó mà nhiều bạn xem mình lúc đó đó đã comment cho mình biết một cái tựa game. Anh ơi, game này chơi thử đi, nó cũng có bắn súng, nó cũng có sinh tồn các thứ vui lắm. Thì từ lúc đó mình đã biết đến game Mini World. Yes. Đó, và kể từ đó mình dính nó đến bây giờ là 5 năm rồi anh em ạ. 5 năm chơi Mini World rồi nha, cho nên là mình mới biết được rất là nhiều thứ từ việc làm game, từ mẹo sinh tồn, từ việc thiết kế, từ việc logic, kể cả việc mình được hợp tác hướng dẫn các bạn làm game hay là chơi game Mini World luôn. Cho nên là mình cũng tự tin là mình đã gắn bó được với Mini World khá là lâu rồi. Còn các bạn đã gắn bó được với Mini World bao lâu rồi? Comment bên dưới cho tôi biết coi là anh em đã được bao nhiêu năm rồi nha. Rồi, sự thật thứ 8, anh có làm nội dung gì khác ngoài Mini World hay không? Ok, thì hiện tại trên kênh của mình á, chủ yếu sẽ làm về sinh tồn nè, hướng dẫn trigger nè, hướng dẫn xây dựng nè. Thì thời gian sắp tới thì mình sẽ tập trung vào nhiều hơn về những cái khu vực đó. Nhiều hơn về Mini World, nhiều hơn về hướng dẫn xây dựng, hướng dẫn trigger. Mình sẽ hạn chế làm sinh tồn lại. Sinh tồn vẫn sẽ làm nhé, nhưng mà hãy làm ít lại, không làm nhiều nữa. Ví dụ như là ngày hôm nay mình đăng video sinh tồn, thì ngày hôm sau mình sẽ đăng một video về xây dựng hoặc là một video về trigger. Rồi ngày tới nữa mình mới đăng về sinh tồn. Mình sẽ không cố gắng làm một nội dung trên kênh của mình. Kênh của mình sẽ định hướng cho nhiều nội dung khác nhau. Ngoài ra thì hiện tại mình đang còn một kênh YouTube phụ ở trên màn hình. Đó, kênh này thì chỉ có mới 600 mấy sub thôi. Mình chỉ mới up vài cái video sinh tồn trên đó để cho nó đủ cái lượng người theo dõi và đủ cái lượng giờ xem thôi mọi người ạ. Sắp tới mình sẽ up tiếp ha. Gần đây mình cũng có livestream, nhưng mà livestream và kết hợp với YouTube á thì nó sẽ bị một số các trường hợp giảm tương tác trên video của các bạn. Giống như các bạn thấy là những streamer đó, khi mà họ livestream trên YouTube á thì họ chỉ livestream thôi, họ ít khi nào đăng video lắm, vẫn có đăng nhưng mà ít. Còn những bạn nào mà đăng video á thì ít livestream. Cho nên là nếu như các bạn muốn xem mình livestream thường xuyên á thì các bạn hãy đăng ký cái kênh đó giúp cho mình nha. Sau này mình sẽ livestream trên cái kênh đó và mình sẽ định hướng riêng hai kênh luôn. Một kênh này các bạn đang xem là chúng ta chỉ thuần làm về video thôi. Còn những buổi livestream của mình đều sẽ được diễn ra ở trên cái kênh phụ đó. Cho nên là các bạn nào muốn xem mình livestream, muốn chơi game với mình hay là muốn nhìn thấy mình nhiều hơn thì các bạn hãy đăng ký cái kênh đó cho mình nha. Thì sắp tới mình sẽ livestream ở bên đó chứ mình không livestream ở trên kênh này nữa nha mọi người. Ok, thì đó là cái định hướng tương lai của mình. Mình sẽ tập trung cho Mini World, tập trung cho YouTube và hai mảng là streaming và video luôn. Rồi, sự thật thứ 9, Alien Game có người yêu chưa? Ha ha ha. Toàn nha. Câu hỏi này khá là đau buồn đó, nhưng mà ok, mình cũng sẽ trả lời cho các bạn biết là mình đã có người yêu rồi. Và người yêu của mình là 302.000 người đăng ký và theo dõi trên kênh Alien Game. Yeah. Như là các bạn thấy đó, là công việc hiện tại của mình là sáng mở mắt ra là làm video YouTube, làm cho đến chiều xuống ăn tối, ăn tối xong lại tối lại phải làm game và làm những cái hướng dẫn của Mini World. Okay. Thời gian đâu nữa mà yêu với đương. Cuối tuần thì mình mới dành thời gian để mình đi hát hò cho vui thôi anh em ạ. Sắp tới thì mình cũng sẽ đăng những video hát hò của mình trong cái kênh mà mình sẽ livestream luôn nha. Là kênh bên đó là chỉ có livestream và những cái về Alien Game thôi. Ví dụ như là quay vlog hay là livestream các thứ, mình sẽ tập trung ở bên kênh đó nha. Còn ở bên đây chỉ có video về Mini World nè, về game nè, về hướng dẫn trigger, về xây dựng. Ok, hai kênh phân biệt rõ ràng nha. Một cái là về vlog đời sống, livestream, một cái là về video chơi game. Ok, anh em thích cái nào thì các bạn đăng ký cái đó giùm mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Và cuối cùng, một sự thật mà chắc hẳn là rất nhiều bạn cũng đã muốn từ rất là lâu rồi, nhưng mà cũng có nhiều bạn đã biết từ rất là lâu rồi. Đó chính là khi nào Alien Game mới show mặt thật ở trên những cái video hay là trên những cái livestream. Thì đó sẽ là ngày hôm nay. Anh em đã sẵn sàng chưa? 3, 2. Từ từ đã, tôi cũng hồi hộp lắm anh em ạ. Ta-da, hello, xin chào tất cả mọi người, và mình là Alien Game thật nè. Và nhân tiện thì thông qua video này thì mình cũng muốn cho các bạn xem lại cái bản mặt của mình. Những bạn nào đã biết rồi thì xem lại, còn những bạn nào chưa biết thì sẽ biết đến mình nha. Mình là Alien Game. Và từ ngày hôm nay thông qua cái video này thì mình cũng sẽ bắt đầu có cái này nhiều hơn, có cái mặt tôi nhiều hơn, để mọi người có thể xem được những cái reaction, những cái hành động, những cái biểu cảm của mình, để cho các bạn có được những cái niềm vui tốt hơn. Và cũng như là các bạn sẽ nhận diện được mình tốt hơn ha. Và mình biết là mỗi lần có một YouTuber nào đó không sử dụng mặt thật của mình trên video, và khi mà đăng mặt thật của mình lên thì nó sẽ có một số các trường hợp nha. Là ví dụ như là khi mà một khoảng thời gian dài anh em ủng hộ mình, anh em chưa thấy mặt của mình, thì các bạn tự vẽ trong đầu mình những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, rất là lung linh màu sắc, đúng không? Nhưng mà khi mà có được cái mặt thật của mình thì các bạn bị vỡ mộng hay cái gì đó, thì cái đó thì mình hiểu. Cho nên là bạn nào mà thực sự cảm thấy yêu thương được tôi thì ở lại đây với tôi nha. Nhưng mà đừng, nhưng mà tốt nhất là tất cả mọi người đều yêu thương tôi đi, đừng ai đi hết, đều là ở đây với tôi để chúng ta có thể gọi là cùng vui vẻ giải trí với nhau trong những cái ngày mệt mỏi gì đó, để chúng ta cùng mà
tiếp thêm những năng lượng tích cực nè, để chúng ta có thể chơi game, giải trí cùng với nhau và xem những video thú vị nha. Rồi, và đó là top 10 sự thật của Alien Game trong ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này cũng như là yêu thích cái tôi, để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau tiếp tục trong cái hành trình sắp tới. Sắp tới thì với cái bản mặt này, với cái bản mặt này thì mình còn rất là nhiều những cái nội dung có thể làm cho các bạn xem. Ví dụ như là livestream có cái bản mặt của mình nó vui hơn nè, livestream về mở thẻ bài bất ngờ ở trên video nè, trực tiếp cho anh em xem thẻ bài đẹp đẹp đồ đó. Ở đây mình còn, ở đây mình vẫn còn hai bốc thẻ bài đang chờ để anh em nè, đó, để mình mở cho anh em xem ở trên livestream hay là trên một cái webcam như vậy để anh em thấy rõ hơn những cái thẻ bài, đúng không? Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Alien Game nha. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye.